Rồi, em với cá tiếp tục lên video chào tất cả anh em nha. Rồi, cái này thì chiều hôm nay lên ít mớ hàng thùng nè anh em. Này, em banh là cái sân rồi. Đó. Rồi, cái này thì lát em sẽ quay sau. Ít mớ hàng thùng tồn kho nữa anh em. Lên cho nó hết luôn đi anh em ơi. Đây, sơ qua đây anh em. Vừa tới trong kia là hết rồi, tầm cũng hai mấy ba chục, ba bốn chục thùng thôi. Đấy, có sẽ có nhiêu bán nhiêu anh em ơi. Đây. Rồi, cái này thì em giới thiệu luôn. Thì pin và nói chung là em bán sát hết toàn bộ luôn anh em ơi. Đây, bán sát luôn, con nào có lắc có dây điện thì em sẽ cắm cho anh em. Con nào nó chạy sao thì gửi về nhà y vậy luôn anh em ơi. Đấy, thì em chỉ bao ship thôi, em không bao gì đâu anh em nha. Bất cứ một con máy nào luôn. Đấy. Thì anh em xem được con nào thì anh em ưng ý thì ủng hộ em. Em cảm ơn ha. Đấy, máy thì toàn bộ trong video này toàn bộ xài 100V, không có con nào 220 đâu anh em nha. Tất cả luôn là xài điện 100V. Đó, và hàng bên em thì bao ship hết toàn bộ, và mỗi một thùng thì có một cái giá khác nhau đó anh em. Anh em nhìn kỹ xong rồi gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo cái mã số ghi lên trên máy nha. Rồi khi mà chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng là 100k trở lên. Đó, nói chung là tùy theo món hàng anh em nha, cọc 30% anh em ơi. Nói chung là anh em cọc 30%, còn lại em sẽ code về đến nhà. Khi mà nhận hàng anh em vui lòng khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót bởi vỡ cái gì đó không đúng như trên video của em quay thì anh em gọi cho em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn em nha. Đó, cho anh em đừng có nhận xong rồi em không có giải quyết đâu anh em ơi. Rồi thì đơn giản anh em nha, điện 100V, bao ship và bao điếc luôn em ơi. Nói chung này không bao gì đâu anh em ơi, để gắm điện vô con nào chạy ok thì anh em thấy ok thì anh em ủng hộ em nha. Còn nói chung là hàng bên em thì em làm bãi này, em không có dọn đâu anh em nha. Em không có dọn, em không có chiên gì một món đâu anh em. Về nhập về sau là bán vậy luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay pin trước đi anh em, mấy pin nhỏ trước luôn. Rồi thùng đầu tiên thì đây một con Hitachi, nó không có pin anh em nha. Đó, con này nó có vỏ pin màu đó, ta quên rồi. Con này nó có pin mới chóc anh em nha, đây nè. Đấy, nó mới chóc à, đầu cổ ok nè. Đấy, mới nhìn nó mới tin anh em nha, nhưng mà này không có pin. Từ từ để em kiếm cục pin ra, em đứng video lại pin. Rồi có pin anh em nha, đây để pin hơi cũ thôi. Đấy, thì con này nó là pin 9 đời MA thì nó là 7.2. Rồi một thùng này anh em nha, hàng bên em làm pin không có bao gì đâu anh em nha, chỉ bao ship thôi. Này cứ như là nãy em giới thiệu rồi, rồi 513 thùng này 200k bao ship anh em nha. Đó, anh em về tự test tự ấy tự test tự dọn giúp em nha. Đó, 513 nó là 200k. Rồi ok. Rồi 514 cái này em có pin thiệt luôn anh em nha. 514 này kiếm không ra đâu. Đó, 514 này nó là 12V nè. Đó, 12V 514 này ba pin cỏ nè anh em nha. 12. Chamba luôn em nha. 514 130k luôn. 514. Ủa sao camera này nó sao ta? 130k luôn. Cái lốc luôn anh em. Rồi thùng này 515 anh em nha. 515. Xây đít 12. Đó, còn mới anh em ơi. Nút cò đảo không được nè, đó. Trong này còn mới tinh nè, đó. Đảo không được nha. Anh em về tự dọn ha. Đó. Đầu cổ ra vô ok. Rồi. Như hình. Rồi thùng này 280 luôn anh em nha, 280k luôn. 16. Đảo được anh em nha, đó. Quay được luôn. Đó, 516. Đài Loan anh em nha, hàng ship Đài Loan. Đó, anh em về tự dọn luôn. 516. 230 luôn nè. 516 230 luôn. Rồi 517. Nati EZ6602. Đó. 517 Nati EZ6602 anh em nha. Đó, một máy một pin EZ6602. Rồi 300k thùng này luôn, 517 300 luôn em. Rồi 518 916 thôi em ơi. 518 916.
Rồi một máy, một pin sạc một cục. Đó. 518. Con này 200 luôn em nha. Đó, bao ship anh em ha. 518 200. Rồi 519. Rồi 12V anh em. 519 12V 69 13 luôn. Đó, 69 13. Cái này thì đầu quay được anh em nha, quay cốt quay được bình thường. Một máy một pin. Hai cái tay nó còn có cái tay này thôi. Mà không méo méo rồi. Rồi 208 luôn đi anh em ơi. 519 208 luôn, 69 13. Rồi 520. 12V. 12V con này đảo ok, quay được anh em nha, một máy hai pin. Thùng sạc luôn. Đó. Rồi 520. 207 luôn em nha. 520 207 thùng này luôn. Đấy, anh em giờ. Anh em giờ vừa xin làm lại ha. 520 207 luôn. Rồi 521 12V luôn. Quay được anh em nha. Cái này dỡ lên dỡ xuống không được này, cái này quay được nè. Đảo ok luôn. Con này 6914 đời anh em ha. Đó, 6914 đời. Rồi. Thùng nó nát 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 anh em nha. Rồi 320k luôn. 521 320 luôn. Rồi 522 đu phắt. Đây nè. 522 đu phắt nha. Đinh cuộn không biết xài sao đâu, hắc. Ca đời 338. 522. Rồi thùng này 150 đi anh em ơi. Rồi 523. Con này 9.6 bán cái thằng máy thôi anh em ơi. Tại cái thùng nhìn nó còn mới lắm mà không có pin đâu. Anh em giờ kẹp bình xài độ chế anh em ơi. Đó. Rồi. 100 bao ship luôn. 523. 524. Cái này thì thùng gì đây anh em? Bắn tỳ là gì sao á? Đấy. Có cái đầu gì đây anh em ơi. Ừ. Nó như vậy thôi anh em nha. Còn cái đây cái cây chọt chọt gì đây nè. Rồi. Găng tay thôi anh em. Nó tức nó còn mới lắm anh em nha. Đó. Cái thùng này cũng ok luôn nè. Thùng này hơn găng nó hơn. 15 á, dài 15. Đấy. Thùng ok luôn nha, thùng này đựng đồ người thì khỏi chơi. Rồi 524 cái này 350 luôn em ơi. Đó, 350 thùng này cho anh em luôn. 350k luôn, 524 350 luôn. Rồi. Hết pin rồi. Rồi 525. Rồi, đây là con phít thạch cao anh em. Dặn được cái đầu ra luôn nè. Rồi. Cái này thì như là mình mất cái đầu đây anh em. Hay là cái đầu nó như thế này nó nhắn nhắn nha anh em ơi. Chả biết nữa anh em ơi. Cái loại này nó rẻ lắm. Đó, một máy một thùng. Rồi tính em 180 luôn đi. Đó, 525 180 bao ship luôn nha. Rồi 526. Con này thì có được mớ muối khôn này anh em ơi. Còn chục cái á. Có muối mới luôn nè. Đầu kẹp 13 Mitsubishi. Rồi. Cái chức năng nó em thấy em dặn không được anh em nha. Hình như chức năng của nó bú hay là không này là nằm ở đây hay là chỗ nào. Rồi, bán khôn một chiều luôn em nha. Đó. Không có chức năng luôn. Gọn 10 mũi khôn cho nó anh em nha. Rồi, một thùng. Rồi 526 300k bao ship luôn em nha. 526 300 luôn.
Rồi vít thật cao tiếp. Ba trăm bốn mươi watt đè xuống nó chạy anh em nha, con này chạy ok luôn ha. Đó, dây điện cũng ok luôn, khủng khiếp luôn, cũng bài bản luôn. Rồi 527 con này 200 đi anh em nha, 27 200. Rồi 528 tiếp tục cao tiếp anh em ơi, mấy con này anh em đè xuống nó mới chạy nha, nó lòi cho biết ra nè, nó đè xuống nó mới chạy. Cái loại này nó là như vậy. Rồi 528. 180 luôn đi anh em nha, 180k bao ship luôn. Rồi 529. Thùng này giờ anh em vệ sinh tận luôn rồi nha, không có cái mũi nha. Anh em bây giờ cũng không có lâu có chùi gì anh em nha. Đó, cứ thế là coi như là về sau là đẩy đi vậy luôn à. Rồi không chạy anh em ha. Rồi bán cái thùng tặng máy cho anh em luôn. Rồi 529, con này tính cho anh em là 130k luôn. Đó. 130 luôn anh em nha. 529 130 luôn, không chạy. 530. Đầu. Con này không có điện, không test luôn em, không bú anh em nha. Đầu cốt quay, cái cốt quay được, cái đầu không quay được anh em ha. Rồi con đóng bụng mũi khôn này nè, bao la luôn anh em. Đây. Đóng mũi khôn này là bao la luôn nha. Rất là nhiều luôn. Rồi, mũi khôn thì coi như là nó có giá trị hơn anh em ha. Rồi thùng này 530 350 luôn em nha. 530 350k thùng này luôn. Xác luôn em nha. Rồi 531. Rồi chạy hơi có lửa tí xíu nè em ha, cái đầu. Đầu hình như mất mất miếng gì sao anh em nha. Đây nè, cái đầu nó. Rồi anh em về tự dọn luôn. Đây anh em nha, cái đầu của nó này, em không biết nữa. Rồi tính cho anh em 170 anh em nha. Đó, một cái thùng nè. 531 170 luôn. Rồi con này đầu kẹp 13. Có đầu mở luôn em nha, một cái thùng luôn. Con búa anh em nha, đầu này đầu đầu mừ thôi, này đầu mừ ly thôi, đầu to là con búa. Đây là dạng qua vậy. Đó, búa này anh em ạ. À. Ok, chạy ok luôn. Rồi con này bao trâu đất luôn anh em ạ. Đó. Có đầu mở tay nắm đầy đủ. Đầu kẹp 10 ly. Rồi. Cái này 3532. 350k thùng này luôn, 532 350 luôn. Rồi 533. Con này thì đẹp lắm anh em ơi. Nó bỏ cái mũi phay 6 ly sao em không biết, nó dạy cái một chiều thôi anh em ơi, nhưng mà đẹp lắm. Đấy, hàng con này hàng của Kowa SDK anh em nha, hàng SDK. Nó có đồ chỉnh như này trên này nè, chỉnh gì á. Rồi. Rồi, con này 350 luôn em nha. Đó. 533 350 luôn. Rồi 534. Rồi tay nắm đầu mở có luôn. Rồi 535.
sạc lửa này nha. Đó, đó là bú ở đây thường nè. Khi qua chuyển qua bú là nó hơi nẹt lửa nè. Đấy. Đảo chiều. Rồi, ra vô bình thường đầu 13 đi nha. Rồi, con Hitachi này nó 530W. Rồi. Một máy một thùng luôn. Rồi, 534 300k anh em nha. Đó, 300 luôn, 534 300k luôn. Rồi, 535. Con này bị bởi rồi anh em ơi. Mẻ cái đầu tí xíu nha. Rồi, tính con này cho anh em là 200k cả thùng bao ship luôn anh em nha. Đó, bắt sát luôn, bắt dây chai luôn anh em ơi. Nó có cái đầu rồi nè. Nó té cái đầu thì ngay đây tí xíu nè. Đó, nó có cái đầu mở nằm dưới này anh em nha. Đó. Rồi. Hitachi chạy nẹt lửa anh em về dọn lại nha. Đó, phổ tới công chuyện cho anh em luôn nè, 535 200k luôn. Rồi, 536. Nói chung là đồ này là nó đổi chữ là Vandalium nè, nhưng mà nhìn nhìn nó coi như là không có ngon lành gì đâu anh em nha. Đây nè, đây cắt dây điện rồi. Hàng này hàng xúc anh em nha, chứ không phải là hàng nồi. Đấy, em nói trước luôn. Đấy, anh em cảm thấy được thì anh em ủng hộ nha, chứ còn cái này thì đây là cái chùm bóng. Mấy cái đầu tiết. Còn cái này này đồ nối ống hay sao? Nối dây điện. Vít với lại mấy ba cái cũng khó đây anh em ơi. Rồi, nguyên bộ này anh em. Rồi. Nguyên bộ này 200k bao ship anh em nha. Đó. Nặng không em? 536 200 luôn. Rồi 537. Rồi cái đống mũi khoan này anh em ơi. Rồi. Một nè. Mấy con nhỏ anh em nha. 1 2 3 4 5. Cái mũi này hư rồi. 6. Mũi này không hốt kim. 7 8. 10 11 12 13 14 15. Đây mũi không bật. 16 7 18 19. Rồi. Này thôi lủng lủng cái miếng cục miếng này nè nha. Đó. 537 300 luôn. Đi vô. Rồi 538. Đây tiếp thùng mũi khoan này nữa anh em nha. Đó. Đây mũi khoan mũi cài, đa số nó là mũi cài nhiều anh em nha, đủ loại mũi luôn. Em cũng không có rành cái này hư rồi nè. Không vệ sinh luôn em nha. Đây. 2 4 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 luôn. Rồi cái thùng này thùng sắt rồi. 350k thùng này em nha. Đó. 538 350 luôn. Rồi 539. Đây đây. Rồi con phong bú luôn. Con bao sướng luôn em nha. Mình không biết nhét mũi vô kiểu gì đâu. Đấy. Thiêu TTE 17. Rồi một máy này.
một máy một thùng thôi nha. Để đầu vô, để đầu vô. Phong búa thôi em nha, con này không có đảo chiều được đâu. Rồi 539 8 kg luôn hả? Rồi 450 đi anh em ơi. 539 450k lên. Rồi cái này. Tay sắt này. Rồi 539 450 luôn. Rồi 540. Mũi này nó còn mới luôn, mới tinh luôn này anh em ơi. Nó dính nước nó xét thôi. Con này đời H35 nhưng mà nó hơi nẹt lửa tí xíu xíu, không còn dọn đâu anh em nha. Đó, hai cái mũi đây, bỏ mũi vô đi em, bỏ mũi vô. Này đời H thôi, đời H35 đúng rồi. Mũi vô. Rồi nè, đừng bắn lẻ, bấm chờ đợi anh em đợi xíu nha, em bấm đứng cái diều nha. Rồi cái con này em test cho anh em xem nha. Rồi nó là vừa con vừa đục đời H35, thì riêng con này thì anh em chỉ cần giờ vệ sinh lại phát là sạch sẽ là xài thôi, không còn làm cái gì đâu. Đó, nó dơ thôi em còn chưa lau chùi luôn nha. Nó là đời H35 đục 17 ly, vừa khoan vừa đục. Rồi, một máy 3 mũi này nha, và một cái thùng. Nó có 3 cái mũi và một cái thùng. Chứ còn giờ vệ sinh là xài thôi nha. Đó, một mũi dẹp, hai cái mũi mũi khoan. Rồi đời H315 riêng con này. Rồi 540. 650k thùng này em nha, mã 540 650 luôn. Đúng không? Rồi 541 con này là H41 đục 17 ly luôn. Bỏ mũi đi. Nó chạy rồi là bỏ mũi vô. Đục 17 ly luôn nha, con này đục 17 ly luôn. Coi coi cam, coi cam. Rồi con này đục ok luôn nha. Nó hơi có lửa một tí xíu nhưng mà nó chạy đủ tu nha. Nó chạy vẫn là đủ tu luôn, giờ chỉ cần vệ sinh thôi. Đấy. Dơ. Rồi H41. Đó, H41. Rồi con này như thế. Rồi con này tính cho anh em là một máy một thùng, đục ok luôn. 580 anh em nha. Đó. Hết giá luôn, 541. Hai tay đầy đủ anh em nha. Rồi 541, 580 luôn. Rồi 542. Rồi con này thì có đem bỏ đi. Con này nó hơi có lửa nè nha, con này Hitachi H41XA. Rồi H41XA nó là 1050W đục 17 ly nè nha, 16.7 gì đó. Đó. Không có mũi nè em ơi. Rồi con này một máy một thùng. Cái thùng này nó cũng nát lắm rồi nè em ơi, cái thùng này đựng sơ thôi. Rồi 380 đi. 542. Con này nó đục được nhưng mà nó nẹt lửa nha anh em, giờ dọn lại cái phần than nó một tí xíu thôi. Đục thì đục vô tư luôn, đục 17 ly. Con này chỉ có chức năng đục thôi nha, nó không có một cái chức năng gì nữa đâu. Được có cái thùng lại cái con máy thì nó sạch sẽ thôi. Giờ dọn cái cổ thang lại tí xíu nha. Rồi,
2,5 kg luôn này nha, thùng này bao nặng luôn. Đó. Này nhân lên được 17. Được 17 anh em nha. Con này là BH40 đơn. BH40 đơn. Đó. Rồi 543. Cái này tính 12,5 kg tính em 600 đi anh em về dọn nha. 543 600 luôn. Rồi 544. Gì mà thùng này nặng 16 kg dữ vậy. Thôi bỏ đây em, thùng này bỏ đây, bán chai. Nào, bỏ đi anh em, nặng 16 kg. Thùng này gửi. Thùng nó gửi đi chết tiền ship. Rồi, mấy con này. Con này là BH40 anh em nha. Rồi chạy nẹt lửa luôn. Con này là BH40F 1050W nha. 17 ly luôn. Rồi được có cái thùng nó đẹp thôi. Dây cổ ok, màn hình nó cũng ok luôn. Nhưng mà chạy nẹt lửa anh em giờ dọn hàng lại nha. Coi cam hậu. Rồi tính cho anh em thùng này 500k đi. Đó 544 500k anh em nha. 544 500 luôn. Rồi 545. Rồi con này hiệu TT ha. Con này cái thùng nó bị bể rồi anh em nha. Con này cái thùng nó bị bể rồi. TE52. Chạy mà nó kêu nha, con này hiệu TT52. Đó. Chạy nhưng nó kêu, bán sát luôn anh em nha. Rồi, con này bán sát luôn, đi luôn. Rồi cái này 545, 10,5 kg. 10 kg, rồi tính cho anh em con này 450 đây anh em ơi. Đó, 450k bao ship nha. Rồi. 545, 450 luôn. Rồi, cái này 14,5 kg bỏ ra luôn em. 14,5 kg quá nặng rồi. Mấy thùng mà máy nó 14,5 kg là bỏ nè. Nặng quá. Chưa dần chúng cháu em. Bốn máy đi em. Rồi 0810. Bóp thứ chạy không anh. Bỏ lại. Rồi con này chạy bị thiếu tua rồi anh em nha. Con này 0810 nè. Đó, 0810. Tem màu đen. Điện 100V. Rồi ok luôn. Đấy, dây điện nó hơi nát nát anh em nha. Một máy một mũi và một cái thùng. Nó chạy nó bị không đủ tua anh em nha. Rồi thùng này 5 xị luôn em nha. Rồi 546 500k đi luôn. Tiếp tục 0810 luôn. Đó. Đúng rồi. Rồi nó chạy nó cũng ì luôn. Đó. Không chạy nữa nha. Xác luôn từ từ. Rồi nó dính nước á. Rồi, một máy một mũi một thùng luôn. Y như con kia luôn em nha. Điều con này nó dính nước nó không chạy luôn, còn con kia nó chạy ì, con này không chạy luôn. Đó. Rồi, con này 450 đi. 547 450 luôn. Đây luôn. Rồi 548 không biết thùng gì luôn em ơi. 5 Rồi không biết cái thùng này thùng gì luôn, nó có cái đồng hồ đây à. Đây công tắc.
Rồi, về em yêu khoa học nha. Cái thùng này ở trong này là cái gì em cũng không có gỡ ra luôn nha. Đây. Rồi, để nó chặt nhà quá. Rồi 250 luôn, đi luôn anh em ơi. 250 anh em yêu khoa học nha. Nặng 7 kg luôn á. 549. Rồi cái này thùng không thôi, mất máy rồi. Đây, giờ lấy cái này ra đựng đồ người nha. Thùng này nó bự lắm, 2 gang nè, tầm 40 nha. Nè anh em nha, đúng chẳng 40 luôn. Và cái này nó là 24. Chiều ngang của nó là 20. Rồi, 200 anh em nha. Đó, thùng rất là ok luôn. Không bởi anh em nha. Rồi, 549, 200k luôn. Từ từ, nó bị mẻ miếng góc ngay đây, cái tay ngay đây nè. Đó, vẫn gài bình thường đấy nha. Rồi, 549, 200 luôn. Rồi, 550. Đây như cái bơm xe sao á. Đây nè, nó có một cái bơm, nó có một cái bơm phía trong này nha. Nó còn cái bình ở trong á, nó nặng lắm anh em nha. Nó có một cái bơm trong này nè. Cái này nó không có quan trọng. Đây, mặt đồng hồ. Trước này nó có cái cục motor gì ở trong này nữa nè. Đời sơi 12V. Còn này nó mất một cái rồi. Công tắc vẫn bóp được bình thường. Cầu chì, tẩu thuốc. Rồi, 550. Cục này 250 luôn đi anh em nha. Đi luôn em. Rồi, cục này cũng không biết gì luôn. 551. Cắm điện cho anh. Lên điện nè. Rồi, lên nha. Đây, nguyên cọc dây đồng luôn em. Lấy tay rồi thử cho em. Nguyên cọc dây đồng này nè anh em ơi, không dám rờ đâu. Đang cắm điện. Đấy, lên quẳng là lên điện bình thường. Cái này nó là 28 nè. 23 năm, chiều cao thì nó là 215 thôi. Đấy, nó hơi bơm bóp. Hơi bơm bóp ngay đèn miếng nè. Đấy. Rồi cục này 350 nha. Rồi 551 350 luôn. Cục này nặng 8 kg mấy luôn hả? Vẫn chạy bình thường anh em nha. Đây nè, hơi nó ra rất là yếu luôn. Đây, lên hơi nè. Nó vẫn lên hơi, chạy hơi bình thường, chạy lên đồng hồ bình thường, nhưng mà nó là không biết cục gì luôn anh em nha. Thả ra cái là tuột nè. Đấy, lên. Rồi, em yêu khọt luôn. Một cái khung bầu. Đấy, cái thước đo 25, 20, 18, rồi 8, 500k anh em nha. Đó, rồi 552, 500 đi luôn. Rồi để đây em ơi, anh kéo cái đồng cái điện thoại ra. Rồi ok, giờ qua máy lớn này anh em nha. Đó, cô mua đồ nhiều lắm, không kể. Sao đâu hả? Thôi 550 năm mấy rồi em? Rồi 553, một con bình thôi. Rồi cái này thì nó bơm hơi còn nhanh hơn là tên lửa nữa nè em ơi. Xả hơi đi em, xả ra. Nè. Bình hơi con. Rồi, xả hết hơi ra nè, ra rồi nè anh em nha. Rồi chuẩn bị, còn cái cục này thì cục đầu quan thôi, gắm điện vô lại quốc lại em. Có công tắc không? Dạ. Rồi coi anh em để ý kỹ cái đây. Rồi. Lên bao nhanh luôn nha, tích tắc luôn trong vòng 30 giây luôn. Rồi 1.300.000 một con. Mát, hàng mát là toàn bộ là da băng hết nha, không có cái con nào mà trung xúc đâu. Đây là cái tem của nó là 10A, là 1000W nè. Rồi anh em chụp hình kỹ cái tem này giúp em ha.
Cái khung này khung nhựa anh em nha, khung nhựa máy rin từ A đến Z luôn. Rồi 553, 1 triệu 300k là bao ship rồi anh em nhá. Rồi đi luôn. Đây, test test đi. Rồi tiếp tục con này. Nó là con lưỡi hợp kim nè, lưỡi này xài tạm thôi nha, nó cũng mẻ vài ba cái rồi, không có ngon lành nghiêm chỉnh đâu. Nó là Makita luôn. Mắc cái tay tay vịn nè, đó, mắc cái tay vịn nó là dặn ra dặn vô. Con này lưỡi 336. Đó. Nẹt lửa một bên anh em nha. Giờ anh em dọn lại một bên này nè. Còn bên này thì ok rồi. Đấy. Rồi. Rồi con này mã năm nhiêu? Rồi 554. Con này 500k anh em nha. Đó. Nó nẹt lửa một bên anh em nha. Đó. Nó là lưỡi 336. 1430W rồi. 554. 500k. Rồi đi em. Rồi tiếp tục con này 555. Rồi 3 số 5. Thì con này nó là hợp kim luôn. Ok, con này lưỡi nhìn cũng ok nè. Đọc lại em. Thì con này hình thức thì coi như là cũng là Makita luôn. Con này cũng là lưỡi 336 luôn. Nhưng mà con này nó không đẹp bằng con kia. Cái vỏ bề ngoài này nha. Con này là bằng nhôm mấy đứa nhỏ em nên nó chà ra. Rồi con này có thắng thiết đầy đủ luôn. Rồi 600 anh em nha. Hơn con kia 100k. Giờ anh em về con nhờ. Giờ dọn con kia lại đó. Rồi 555 600k. Rồi. Rồi con này 556, con không bàn, 6 tấc. Rồi bóp đi em chạy. Hàng đại lon xúc nha. Con này hàng đời mới là hàng đại lon xúc hết. Đấy. 556. Rồi ok. Từ em. Rồi. Nói chung là chạy ok hết anh em nha. Này nó là đầu kẹp 13 ly đó. Cái này qua ra vô bình thường, nói chung là về vệ sinh sơ qua là xài thôi. Lên xuống bình thường nè. Riêng con này với lại cái đầu nó hơi móp móp tí xíu thôi. Đó, chứ còn như lại là bình thường hết anh em nha, không bởi không vỡ gì hết. Đó, 1 triệu 600k bao ship về đến tận nhà cho anh em ha. 556 1 triệu 600k luôn. Rồi được nó ra em. Rồi tiếp tục con này 557. Rồi con này 800 đi, nó nặng 18 kg anh em nha, 18 kg nó ghi đúng chuẩn 18 kg 3 luôn nè. Dây điện thì bá cháy luôn, khỏi chơi. Rồi Makita đục mỏng xích 970W. Đấy. Đây là phần chức năng của nó, xích của nó anh em về tự vệ sinh dọn lại nha. Còn máy chạy được ok rồi, Makita. À, nói chung là chỉ là bao ship thôi, còn lại anh em về tự dọn lại với em giúp em nha. Rồi 557 con này 800k. Rồi, ok. Đưa đi luôn em. Rồi hết rồi. Em giác cái con đội ra trong này. Giác đội làm một mã cuối đó. Anh giác số 7 đó. Đó. Từ. Làm cái mã cuối cùng này anh em. Rồi con đội này nó bị mất cái vốn mỡ rồi nè. Đấy. Con đội này, con đội hình như là 15 20 tấn gì đó, nặng lắm anh em à. Nặng 10 kg. Bơm nó đó, lên nè, lên đường tí anh em nha, đó, nó lên đường tí thôi, mất cái vú mỡ này nè, xả xúc, cứng rồi, rồi 558, rồi 558 600k, thì con này nè, anh em giờ là bỏ cái vú vô anh em nha, thì nó nặng, bảy ký, 10 ký anh em nha, đó, nó tại nó mất số, 10 ký, đúng không? 9 ký hả? Đó, nó nặng 9 ký 2 anh em nha. Đó. Rồi 600k con đó. Anh em giờ tự dọn giúp em luôn nha. Rồi, kết thúc chương trình chiều ngày hôm nay. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào ngày mai nha.